dấu hiệu của lễ thú chê cà rốt nịnh mãi bây giờ nó không ăn cho mặt nó lạnh tanh cả đi ôi còn đâu những giây phút lạc đà nhảy cả ra ngoài Ướn nẹo đòi ăn còn đâu những giây phút gọi là thú đuổi khách tụt cả quần chỉ vì một cốc cà rốt hoặc là một cốc xúc xích bây giờ đổi ba bốn loại thức ăn mà nhiều khi nó còn chẳng ăn cho ấy khu vực duy nhất vẫn giữ được phong độ ăn đều nhiệt tình và rất ổn định đấy là chuồng cừu thật sự là sức ăn của chúng nó là vô tận đấy chúng nó ăn được từ sáng đến tối thật ra đúng là trong bầy cừu của bọn em thì cũng có vài con đang chữa thế nhưng mà bây giờ khách vào là không phân biệt được con nào chữa với con nào không nữa tại vì con nào cũng bụng gọi là tròn căng như nhau hết cả thỏ của bọn em ăn nhiều đến cái độ mà gọi là nó ngủ trương thay nó ra luôn đấy đây là khu vực chuồng thỏ này chỗ này là chỗ mát nhất ở trong khu nữa mọi người trốn vào đây tránh mình nắng vì nghe dự báo thời tiết cứ hà nội với sài gòn cứ bốn độ đến bốn độ thực sự là nóng quá không thể nào chịu nổi Thật ra lên trên này ấy thì buổi trưa vẫn sẽ bị oi một chút Chứ không phải là mốc nào mát mẻ Nhưng mà được cái là buổi sáng và buổi chiều thì thực sự rất là tuyệt vời Cộng thêm với dàn cây cỏ thiên nhiên nữa Nhìn lúc nào nó cũng mát mắt hơn ấy Ngoài cái vườn hoa màu cam rực rỡ nhất Mộc Châu bây giờ Thì bọn em còn trồng thêm rất là nhiều loại hoa khác nữa Để mọi người đến đây có nhiều góc chụp này, nhiều góc sống ảo Mà có nhiều khách hàng hỏi là Thế anh chị mang chó mèo của anh chị đến chơi được không? Được chứ sao không? Ôi khu của em nhiều lắm đây này, khách mang chó đến chơi, đứng ở ngoài hàng hàng rào Còn chó của em đứng ở trong hàng rào Hai đứa đứng ra cắn nhau Gọi là cà khịa nhau Ngày xưa mà bọn cún nhà em mà nhìn thấy cún của khách mang tới Là thôi xong rồi chúng nó vây và chúng nó hội đồng cho Chúng nó trêu cho Nhưng mà bây giờ bọn cún nhà em bị nhốt ở một khu riêng rồi Thế là thành ra kiểu có cái sự ngăn cách ấy Thành ra đỡ bị loạn Điều lên bởi vì ấy. nhiều người đến chơi có người thích chó Nhưng cũng có nhiều người sợ chó thế nên là thành ra khi mà chia khu ra như thế này ấy thì tất cả mọi người đều vui hết ai có nhu cầu muốn chơi với chó là vào khu chó ai có nhu cầu muốn vào khu kiều là vào khu kiều nó đỡ cái sự gọi là loạn xình hậu hết cả lên ấy lần này khách hàng đến chơi đang có phản hồi rất là tốt về cái khu mới nói chung là bọn em cũng đang rất là vui luôn ấy thực sự là rất là động lực luôn ấy mọi người ơi